Mình chào các bác nhá. Thì hôm nay lên nhanh với các bác hai dòng lọc quá là quen thuộc với các bác rồi. Một lòng của FBQ, hàng của Đức các bác nhá. Chạy tải điện 110 220 và hiện tại đang chạy nguồn xuyến, có chế độ tăng bát test riêng. Tăng bát test rất là tiện lợi cho các bác sử dụng. Thứ nhất là qua dưới lọc hoặc là bên trên lọc các bác tăng nhanh. Ví dụ như các bác đang chỉnh cần ngon lành như thế này đúng không ạ? Thì các bác có thể làm test luôn ạ. Đây ạ. Đó, hết test các bác nhá. Tạm bát. Như là hết bát. Đó, các bác tăng bát test nhanh các bác nhá. Rất là thuận tiện cho các bác chơi. Không phải chỉnh cần gạt gì nhiều, các bác cứ để mực mặc định cái phần cần thôi là ok. Hàng rất là đẹp nha các bác nhé. Hai chiếc. Và bên dưới này là một chiếc lọc của hãng 2231 của hãng Badcoat. Đó, như kiểu dòng của DBX các bác ạ. Mặt là đen 62 cần gạt. Ở đây thì nó có chế độ như là tăng to nhỏ, thứ hai là cái tăng cái dải đầu vào và cắt cái cổng ở đây là cái cổng cắt súp. Ở trên này thì phần cắt súp nó thì sẽ cắt nhanh ở trên này những cái chén áp, còn với phòng này thì nó sẽ cắt trực tiếp theo những cái nút này khi các bác ấn vào. Thì với phiên bản này cũng chạy điện 110 220, chạy nguồn xung các bác nhé, và mạch đứng với cái dòng 2231 này, mạch đứng nguồn xung. Và với cái dòng FAQ này thì các bác quá quen thuộc rồi. Cách đây hơn một tuần này cũng có giới thiệu với các bác 3 chiếc ạ. Thì hôm nay về được 2 chiếc nữa. FAQ 3102 các bác nhé, 3102. Tăng bát test nhanh rất là tiện lợi. 62 cần gạt. Lọc nhạc thì quá là đỉnh rồi. Đó, tiếng rất là bay và test mạnh các bác nhé. Sạch tiếng với dòng Binger nó là vậy. Với cái phiên bản này các bác có thể chơi sự kiện cũng được các bác nhé, rất là sạch tiếng. Đây, em sẽ quay cái mặt sau để cho các bác cùng xem. Đây là mặt sau của những chiếc lọc Binger các bác nhé. Thì ở đây sẽ có cái CD bên dưới của nó là 088 này. Đó, và bên trên này thì cái CD đằng đuôi của nó thì đã cũng bị mất rồi. Ở đây là 402. Và bên trên nó cũng là 088. Thì ở đây nó sẽ có hai cầu điện các bác nhé, 110 và 220. Bình thường thì ở bên nước ngoài thì sử dụng 110 thì nó sẽ đổ cầu đây. Các bác lưu ý là không nên rút cái cầu này ra nhé, rút ra cắm ngược lại là nó sẽ bị cháy nguồn nếu mà các bác sử dụng cái điện 220. Nó có cái hiệu mà một cái dấu chấm này để các bác có thể phát hiện được đó là đang dùng điện 220, nó ghi rất là rõ ràng đây. Đó, các bác nhìn được ạ, 220 240 V. Đây là những cái phần băng dính thôi, cái này lau một chút là nó đi. Đấy, phần băng dính thôi, không ảnh hưởng gì. Hàng rất là đẹp. Đây là mặt sau các bác nhé. Thì với dòng Binger này thì em cũng có quay nội thất mở rất là cụ thể rồi. Đây em đang quay nhanh cho các bác cùng xem thôi về cái hình thức bên ngoài. Còn với dòng này chạy nguồn xuyến trong. Đó, nguồn xuyến trong. Và đây là chiếc 2231 cũng đang chạy giải điện là 120V và cao nhất của nó là 230V. Rõ ràng đấy các bác nhé, 24W. Đó, hàng rất là đẹp. Hàng Binger này là hàng hiệu của Đức các bác nhé. Nó quá là nổi tiếng rồi về chất âm sạch và tiếng chét lên mạnh. Ok, các bác nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo số điện thoại 0977 434361. Các bác nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới nhất. Vâng, em xin chào các bác. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.